trên đường Thiên Lý từ Nam ra Bắc. Nếu như lộ trình từ Phan Thiết đến Cà Ná dài 114 km, qua hai huyện Bắc Bình và Tuy Phong đầy nắng gió khô cằn, thì đến đoạn giáp ranh Bình Thuận, Ninh Thuận, bất chợt biển Cà Ná hiện ra như một bức tranh sơn thủy hữu tình, làm sững sờ và đắm say lòng du khách gần xa. Có người gọi đây là nơi núi thò chân ra biển. Ít bờ biển nào ở Việt Nam đẹp kỳ lạ như nơi đây. Nước biển trong xanh với những bãi cát trắng trải dài, gần đá, núi non, cùng với các tuyến đường giao thông thủy, bộ và đường sắt uốn lượn qua các eo biển, tạo cho Cà Ná một cảnh quan đầy ngoạn mục. Phía trước là biển trời bao la, phía sau là dãy núi Trường Sơn cao sừng sững với những dãy núi đá vôi dựng đứng liền kề với nhau. Ẩn sâu vào phía trong là những thảm rừng nhiệt đới, nơi có rất nhiều loại muông thú sinh sống. Nếu đứng ở độ cao nào đó, du khách sẽ thấy ở đây có đoạn biển chỉ cách đường bộ 5 mét. Đường bộ cách đường sắt 5 mét, đường sắt cách núi cũng 5 mét. Ở ngay lưng chừng núi có một ngôi chùa nhỏ. Nếu leo lên núi thì bạn hãy vào đây viếng thăm chùa. Đứng ở chỗ này, du khách sẽ ngắm được toàn cảnh non nước Cà Ná tuyệt đẹp. Kỳ thú nhất là những tảng đá lớn nhỏ chồng chất hoặc chen chúc bên nhau, trải dài ra biển, nhấp nhô trong sóng nước với nhiều hình thù lạ mắt, lung linh và huyền ảo. Mới trông tựa như đàn hải cẩu đang đùa giỡn trên mặt biển. Ai nhìn qua cũng háo hức muốn tận hưởng cái không gian yên ắng thanh bình của một vùng trời nước bao la. Cà Ná đẹp và khắc nghiệt. Khi túa mồ hôi mướt mát lưng áo và chịu nắng hung làn da đen giòn sau những chuyến khám phá Mũi Dinh, hang Ông Phật, gần Ông Nồng, giếng Đục, núi Bạc, khách mới hiểu ra rằng có lẽ đến những hòn đá nằm trơ mình trên vách núi cao kia không hẳn vô hồn trước sức quyến rũ của biển xanh. Nhìn ra xa xa, du khách còn trông thấy một hòn đảo nhỏ trông như hình con rùa nhô lên giữa biển khơi. Người dân địa phương gọi đó là hòn lao hay cù lao câu. Ốc đảo nguyên sơ này có nhiều loài chim và hải sản quý về quần tụ và cũng là nơi dừng chân nghỉ ngơi của ngư dân vùng Phan Rang và Phan Rí. Hàng năm ở đảo, lễ hội cầu ngư được ngư dân các xã Vĩnh Hảo, Phước Thể tổ chức long trọng, thu hút hàng trăm người từ đất liền ra thăm đảo. Hiện nay, các công ty du lịch ở Bình Thuận và khách sạn Cà Ná, Hải Sơn đã tổ chức đưa khách ra hòn lao câu, câu cá, cắm trại hay ngủ qua đêm. Cà Ná có đủ các yếu tố lý tưởng cho nhiều loại hình du lịch leo núi, khám phá, du lịch biển, hải đảo. Nước biển Cà Ná xanh thẳm. Chỉ cần từ bờ lội ra khơi chừng 20 mét, ở độ sâu chỉ 1 mét, 1 mét rưỡi, du khách đã thấy được các rạn san hô rất đẹp. Bãi tắm ở đây trải xa, cát trắng tinh anh sạch sẽ. Người ta nói những gờn đá hoa cương đã điểm xuyết cho nét đẹp đặc trưng của Cà Ná. Chính những gờn đá này
tạo nên nhiều hang động kỳ bí như thách thức những ai thích phiêu lưu vào hang động. Ít có một khu du lịch nào hội đủ các điều kiện núi, biển, đảo, với những thảm rừng nhiệt đới còn ẩn chứa bên trong nhiều nét hoang sơ và cả một nền văn hóa Chăm độc đáo còn nguyên vẹn những phong tục và tập quán như Cà Ná. Vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với vẻ đẹp văn hóa, nhất là văn hóa ẩm thực, đã tạo cho Cà Ná ngày càng trở thành một thiên đường du lịch ở miền Trung. Những người dân địa phương kể rằng, ngày trước, cách biển một cây số về hướng Tây, tọa lạc một ngôi làng Chăm có tên gọi là Rá Pha Ra Lâu, nay không còn nữa. Phía trên nữa có con suối nước rất trong, chảy róc rách quanh năm. Trước kia người dân địa phương gọi là suối Tiên, ngày nay chính là suối Vĩnh Hảo. Lúc bấy giờ từ quốc lộ 1 ngày nay lại có một con đường tẻ lên làng Chăm và suối Tiên. Ngã ba đó người Chăm gọi là Cà Na Clau. Cà Na có nghĩa là tẻ ra, Clau nghĩa là ba, ngã ba. Người Việt đọc trại ra thành Cà Na Lâu. Về sau chữ lâu này rụng đi, chỉ còn lại Cà Na. Gọi lâu chệch âm thành Cà Ná. Trên ngọn núi cao ở Cà Ná, nhìn ra biển xanh, có am thờ nàng Nai Trao Cho Thò. Sự tích nàng Nai Trao Cho Thò là mối tình thủy chung nhưng đầy bi thương. Đó cũng là di sản của truyện Hòn Vọng Phu của người Việt. Trong dân gian Chăm lưu truyền mấy vần thơ sau: ngồi buồn ngó bắc xem đông, xem qua xem lại sao không thấy chàng. Tóc xanh sao lại rối ngang, chân lần tay gỡ, miệng than bóng đèn. Chuyện kể rằng xưa kia, tại một làng Chăm ven biển Cà Ná, sống bằng nghề biển và nghề nông, có một gia đình cha mẹ và hai con. Một hôm cha mẹ ra đồng cấy lúa, ở nhà hai anh em nô đùa ném đá. Chẳng may đầu em gái bị chảy máu, ngất xỉu. Sợ cha mẹ về đánh đập, người anh chạy lên một chiếc thuyền bỏ trốn. 18 năm sau, người anh trở về làng xưa, chỉ còn một vài người với một vài căn nhà rải rác. Trong đó có một cô gái xinh đẹp, sống trong một căn nhà riêng, cha mẹ đều đã qua đời. Người thanh niên đó đem lòng yêu cô, rồi lấy làm vợ, sống rất hạnh phúc. Một hôm ngồi bắt chí cho vợ, người chồng thấy vết sẹo trên đầu, mới hỏi nguyên do. Người vợ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Người chồng mới biết mình đã lấy chính em gái của mình, vội lén ra biển, lên một chiếc thuyền đi biệt. Người vợ không biết chồng đi đâu mãi không về. Ngày lại ngày, nàng chỉ biết lên ngồi ở một tảng đá trên núi cao, nhìn từng chiếc thuyền ngoài khơi vào bờ, nhưng vẫn không thấy chồng mình, cho đến khi nàng chết. Trên núi kia lại có hòn đá nhìn giống như tượng người nổi lên. Người Chăm nói rằng đó chính là hình ảnh của Nai Trao Cho Thò, tên người em gái ngồi đợi chồng mà hóa đá. Đối với người Chăm, khi ăn bánh gừng Ha Rì Nòn Da giống hình san hô ngoài biển, họ thường nhớ đến hình ảnh Nai Trao Cho Thò đợi chồng, coi như mối tình thủy chung, nên thường kể để ca ngợi về tình nghĩa thủy chung vợ chồng. Không chỉ có thắng cảnh đẹp và nước mắm ngon, Cà Ná còn nổi tiếng không chỉ là kho muối của miền Trung, mà còn là kho muối lớn nhất nước ta với diện tích sản xuất hơn 1.000 hecta. Ruộng muối chia thành nhiều ô, mỗi ô có thể lên đến hàng chục hecta
trải dài theo bờ biển. Muối Cà Ná được xem là loại muối tốt nhất ở Đông Nam Á vì có tỷ lệ clorua natri chiếm 95% và hàng năm sản xuất đến 200.000 tấn. Muối Cà Ná được chế biến thành nhiều chất như chlorhydrate rất cần trong kỹ nghệ làm giấy và xà phòng. Bên cạnh đó, muối Cà Ná rất cần trong các ngành công nghiệp chế tạo nước mắm và làm muối ăn tinh khiết. Bên cạnh muối, Cà Ná còn là một ngư trường lớn với nhiều loại hải sản rất có giá trị. Du khách đến đây không chỉ say mê với cảnh thiên nhiên Cà Ná hoang sơ mà còn được thưởng thức những đặc sản biển khơi vô cùng bổ dưỡng. Nhắc đến Cà Ná, người ta còn liên tưởng đến những con cá cơm khô, thơm mùi của biển được đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng núi cao. Thậm chí thời gian gần đây còn xuất khẩu sang Trung Quốc như một thứ đặc sản của Việt Nam. Các tháng 7, 8 và 9 hàng năm là mùa cá cơm. Tàu thuyền chỉ cần đi mấy tiếng đồng hồ ngoài khơi là gặp luồng cá. May mắn, một mẻ lưới có thể kiếm được hàng tấn. Cá nhiều quá, ăn tươi không hết, được chế biến làm nước mắm, phơi khô bán ra thị trường. Làng biển Cà Ná vài năm gần đây phất lên nhờ nghề cá hấp và nghề làm nước mắm. Những ngày này đi qua Cà Ná sẽ ngửi thấy một mùi đặc trưng của làng chế biến cá cơm khô kéo dài hàng cây số trên quốc lộ 1A. Cá biển ở vùng này có độ đạm cao nên nước mắm ở đây ngon và thơm. Nhiều du khách đi xe đến Cà Ná thường dừng lại mua làm quà. Mùa sóng lớn, độ khoảng tháng 9 đến tháng 12, san hô vụn ở lòng biển tấp vào ven bờ. Nhiều người dân Cà Ná thường kéo nhau ra bãi biển, dựng chòi đãi san hô bán cho những công xưởng làm gốm sứ, chế tạo vật liệu xây dựng ở Sài Gòn. Nắng gió khắc nghiệt của Cà Ná là một đặc sản môi trường, vừa là một sự đề kháng cần thiết trước xu thế du lịch hóa quá dễ dàng hiện nay. Theo những nhà kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng, thì điều đáng sợ nhất khi xây những công trình tại Cà Ná là chất liệu phải đảm bảo để chống lại những cơn gió biển cuồng nhiệt và cái nắng rát bốn mùa. Tuy nằm ở điểm mà ba con đường thủy, bộ và đường sắt đi qua sát nhau nhất, Cà Ná vẫn mang vẻ đẹp của một cô gái duyên hải, không ồn ào khoa trương. Trước vẻ mặn mà của cô gái biển đa tình, mong rằng những nhà làm du lịch chỉ nên đứng từ xa mà nhìn. Điều này vừa là đặc sản, vừa là sức đề kháng, giúp Cà Ná giữ vững môi trường tự nhiên và không gian dân dã của những làng duyên hải ở một vùng eo biển đẹp bậc nhất Việt Nam.